Cồn Cỏ có thể biết đến rất nhiều các sân gôn đẹp nhưng lại có thể không biết đến những địa chỉ uy tín để chăm sóc cơ xương khớp dành cho Cồn Cỏ. Và Dr. Alan Chiropractic là nơi địa chỉ uy tín mà tôi tin chọn. Sau một cuộc sinh quá đà thì Hằng đã gặp phải một cái chấn thương. Nó làm cho Hằng bị đau từ phần cổ, phần gáy kéo dài đến hai bả vai và bị tê hết toàn bộ cái cánh tay bên trái như thế này. Group là một bộ môn phá hủy cuộc sống. Khi swing, cuộc sống bị xoáy vặn về một bên. Nếu không có phương pháp bảo vệ sẽ gây ra những bệnh lý cực kỳ nguy hiểm. Nguy cơ phải từ bỏ group mãi mãi. Và Hằng rất lo sợ sẽ phải từ bỏ bộ môn này. Sau khi hỏi và rất là nhiều cái lời khuyên cho Hằng là đến với một bác sĩ Mỹ tại Dr. Allen, những bác sĩ mà có chuyên môn rất cao, tốt nghiệp ở những cái trường đại học rất là danh giá ở Mỹ, đặc biệt là bác sĩ Joseph, người mà điều trị cho Hằng thì bác đã có 20 năm kinh nghiệm ở trong cái lĩnh vực này rồi. Chiropractic là một cái phương pháp mà rất là hữu hiệu cho golfer, đồng hành cùng với golfer. Golfer nổi tiếng trên thế giới thì đều có một bác sĩ chiropractic. Tại Dr. Allen Chiropractic sử dụng rất nhiều các máy móc thiết bị tối tân công nghệ cao nhất hiện tại mà điều trị giảm những cơn đau rất là nhanh chóng. Dr. Allen đã giúp tôi giảm hẳn những cơn đau nhức và có những cú swing tốt hơn rất nhiều. Và đây là địa chỉ chữa cơ xương khớp dành cho golfer mà Hằng đã lựa chọn. Tiến sĩ thể thao Hoa Kỳ hơn 20 năm kinh nghiệm điều trị bệnh lý cơ xương khớp cuộc sống, nhắn tin gọi hotline 1900 1599 để đặt lịch khám ưu tiên không chờ đợi. Dr. Allen Chiropractic, hội đồng bác sĩ cuộc sống Hoa Kỳ, top 10 thương hiệu tiêu biểu châu Á Thái Bình Dương